Sephora. Đấy thì tôi quay cho. Mấy người kêu đi quay phim về mấy cái shopping ở Mỹ cho mọi người coi. Đây thì hàng hiệu nhiều. Nay đông quá ha. Người dân cũng đâu có sợ vấn đề Covid đâu. Bữa nhớ không? Mấy cửa hàng này BB nhớ không? Tiêu ha. Dẹp tiêu ha, ổn. Nhớ không? Từ lúc mà BB nó không còn mở nữa thì Linh không có vô đây bình thường. Trời ơi, tôi là mối lúc mà BB. Mối ruột luôn á, vô mà đến nỗi mà người ta biết mặt luôn á. Dạ online. Ừ thiệt, mấy cửa hàng mà tại vì cái đồ BB mình mặc nó rất là perfect. Ủa. Ở đâu ta? À fancy. Những cửa hàng LV nằm ở đâu? Đi cái vòng vòng đi. Chắc bên mà nó vòng vòng. White black đẹp. White and black cũng được. Bên này vắng quá, hên quá. À bây giờ được mở tự do hay sao rồi? Cũng có thể ha. Ráng chờ nha, hẹn chút nha. Lỡ rồi phải không? Xin chào cả nhà. Hôm nay Linh và một người bạn đi shopping. Ở đây là Vade Fair. Thì thứ bảy đó Linh thấy hôm nay cũng không có nhiều người lắm. Cái chỗ này là cái cửa hàng LV, một cái cửa hàng mà Linh rất là yêu thích luôn á. Thì cũng có vài người đang chờ đây nè. Thì mình đến đây mình sắp hàng. Khi nào mà có người ở trong tiệm đi ra thì mình mới được vô đó. Thì cái luật nó cũng cho mình là hai thứ đó các bạn. 2 mét. 6 feet hả? 2 mét. Nhiều người vô đây cũng đâu có mua đâu. Ta thích coi. Muốn tìm cái mẫu gì? So how many kind? Con tìm cái giày cái mỏng. It's okay, let me see, let me look around. Đỏ hả? So only two color hả? Only two color honey? No, there's a variety. There's also like a beige. A beige? Like a light beige and a dark beige. Oh yeah? Do we like a warm scarf? I can bring more options out with this material. Yeah, okay. Yeah. I'll be right back. Okay. Thank you. Nó có nhiều loại nữa. Quay. To chút nữa. Nó có nhiều cái option cho mình lựa nữa mà. Xanh hả? Thì nó hơi dễ đẹp. Giống như là siêu ha. Này thì nó bự hơn hả? Này giống như là... Ủa? Này to quá vậy? Mình thích này. Wow. So fun. Yeah. Yeah. Perfect. Nice. Bảy mươi lăm. Size 75. Perfect luôn á. Mà cái size của nó là 40mm. Size 75 đẹp lắm. Ủa, tại sao tôi mang cái màu này? Tôi mang màu đỏ chứ. Tôi hai màu luôn. Tôi muốn cho màu đỏ. Thì bà mặc ơi cái này bao phục chiếc áo của bà luôn nè. Ha, bao phục ha. I want to turn it a red side. Okay. I want to try it. Oh, just... Bạn Linh mua cái gì lịch này. Cái này nó có hai màu. Mua đi Linh, mua có thì Linh. Linh có rồi, Linh có màu kia. Linh có ở đây cũng 8 năm rồi.
Buông cọng đi. Quá rồi, một sợi rồi. Mình có sợi kia, sợi bông tím tím đẹp lắm. Ờ, khóa cái khăn tròn này đi, tôi quay cho. Đẹp á. Đẹp ha. Đúng cái màu đỏ này nè. Còn hơi rộng. Hãy lên đi. Để kiếm rồi. Cái này cũng dễ mặc áo nè. Đẹp ha. Hơi đẹp ha. ID 1 still 917. Oh, just a moment. You want to create your own profile? Yeah. Okay, you can do that. Yeah. Tay cầm cái hiệu lên trung tay. Thằng đẹp quá. Thằng này leo lên mặt đầm mặt gì cũng được cái trên á, màu cũng được hết. Ha. Perfect luôn á. Đây nó có rất là nhiều cái khăn á, cái màu á. Cái làm cũng đẹp nè. Dạ, này dễ thương quá. Cái khăn này cũng đẹp mà cái khăn này tính ra là cái giá nó 2.600 đó các bạn. Hàng này thì nó sang quá rồi. Nó có cái túi cho mình nè. Nó cái túi cũng ấm mà. Chỗ mà tuyết á thì mình đi hay đi trượt tuyết thì nó sẽ ấm hơn à. Mấy hả? Sao này? 599 gần 600. Alright. Thank you for your patience. Thank you. Pretty, huh? Yeah. So pretty, I love it. Yes. Perfect for me. It's my favorite. Okay. Dạ quá dễ thương nè. He's so nice, hey. He's so awesome. Rồi hôm nay hai đứa đi shopping, tới đây thì mỗi lần đi shopping thì cũng phải mua một cái gì đó. Rốt cuộc lại thì Linh cũng mua được cái khăn. Bạn thì mua được sợi nịt. Thank you. Ờ hả? It's I'm not going to know if it's a prom, but it's toilet to lunch. I'm not sure, but it translates to shooting star. We're going to spritz it here. It's oil based, so it's long lasting. But you can experience this. If you want to cover it. Okay, Sam. Just launched. It's one. Alright. Thank you so much. Yeah. Thank you, honey, so much. Yes, xong rồi còn được cái một quà nữa. Okay. Neo phấn thì xài bị ngứa. Mà nó cũng giá tiền á. Đây qua đây.
Ở đây đủ thứ các loại mỹ phẩm ở đây nè. Chanel có. Qua Dior đi. Nhiều hiệu lắm. Chỗ này là dầu thơm. Qua đây. Dior powder. Powder, yeah. Makeup. Yeah. Oh, sorry. You guys are so pretty. You're so pretty, honey. You are. Model. Yeah. You know this number? Đây, mỹ phẩm thì nó có rất là nhiều hiệu nè. Son đủ thứ. Oh, Dior. Đây, mascara. Rồi mua gì show cho nó. Nó hỏi cái nào show cho nó. Làm sao? Because right now for coronavirus we cannot. Because I forgot the number for buy. Because before I buy here, you right? You have extra brush or something for her? It's a policy on me. No, no, no. Get me, get me, get me. You said which number? I'll go show you, show you, get me, show you. 2.5. Chưa có coi hả? Chắc giống bà quá. No, da thì đen hơn. Da lên là phải chưa. Có thể là sáng hơn tí xíu. Son thì 4 mấy đồng đây. Ừ, đúng rồi. Nè. Linh mua này. This is a 2.5. Yeah, that's my. This is a 2. Can I touch it? Yeah. 2 nè. Phải màu này không? Yeah, okay. 2, how about this one? This is a very light for me. It's 1.5. Wow. 2, okay. 2 light. Số 2 của tôi nè. Cái này của tôi phải không? Cái số 2 nè. Yeah. Number 2, honey. Get 2 for me. Number 2? Yeah, right, the 2, right? This one is a 2.5. You. 2.5. It's your number. Yeah. It's my number. It's just her 2. 2, yeah. 2, yeah. 2. Yeah. Yeah. Cái không được. Oh, 2. Yeah. Nè, được. Light nè, thấy không? Nó light nè. Hi, Annie. How are you? I'm fine. How are you, baby? I like your hat. That you like my hat? Yeah. Oh. I can find a bit. It's got to be better than it's going to be. Yeah. And I knew you before Valentine's Day. Ah, yeah. Yeah. Look at your nails. That's beautiful. Look at all I did it. You do it? Yeah. She did it. I did it by myself. Wow. Mm-hmm. Are those real nails? Yeah, my real nails. Mua phấn nè các bạn, cái loại này xài được cũng rất là mịn á. Thì phấn thì Linh thích xài cái dạng của Dior, vì cái da của mình nó có cái độ ẩm đó. Cái hiệu này nè, Forever, nó rất là thích hợp cho cái da Á Đông của mình mà cái làn da khô đó. Thì nó thứ nhất là nó có cái cover là that's it, honey. That's it. Rồi đi shopping xong rồi Linh ghé nhà hàng Nha Trang ở thành phố San Jose để mà ăn trưa. Đây là nhà hàng Nha Trang của Xuân Hồng đó, bán churro hả. Ở đây có bán đồ ăn nè, ăn sẵn hết trơn rồi nè. Order nè các bạn. Trước là cái món đây là hàu nè. Lẹ quá ha. Nó làm lẹ ghê á. Có sẵn rồi nó chỉ hấp lên, nó hấp sẵn. Nó hấp mau lắm. Hấp thì ăn cũng hấp. Có sốt sẵn, hành gừng.
quá ngon luôn. Đây nó bán hào á, nhìn rất là ngon hấp dẫn luôn. Mời cả nhà nha. Quá ngon. Quá ngon nha. Đây thì nổi tiếng về cái những cái món ăn cái này là phải dùng miệng cạp. Ăn cái này là tối ngủ khỏi đội nón nha. Có hào nè các bạn. Tuyệt vời luôn. Con hào nó mập ú nu nu hả? Mập ú nu nu. Miếng sốt ngon quá. Này order lẻ quá. Ngon á. Hành là chiên sốt làm ngon. Nhiều ăn. Này không có hành ăn canh. Ngon. Tại đang đói bụng. Thấy không? Sáng giờ mới được ăn. Mày lo đi. Shopping. Vô đó chờ hết thì gần tiếng rồi. 45 phút ha. Vui. Quý vị ơi, lẩu thái lên rồi quý vị, rồi che luôn hết, che hai người đẹp luôn xong. Hết hồn hết vía. Em trai là mình hú hồn. Rồi. Tới nữa nha. Tới nữa nha. Cái nữa nha. Đây nước mắm, không có nước mắm. Cái lẩu sao mà che hết trơn. Cao quá. Đợi đi. Trời ơi, ngon quá. Muốn mắm nè quý vị ơi. Hai chén, chén nữa đi. Tới nữa nha. À, chứ gọi từ từ, đặng cho tới. Mắm và rào. Bún và rào. Đây Linh kêu cái món lẩu Thái Lan rồi các bạn. Cảm ơn em. Ủa thường thường thấy người ta ưa thâu tiếng bằng này á. Đó là cái microphone á. Biết rồi, ngày mua ở đâu rồi? Online. Còn này tốt, mày xài loại này ok. Rồi. Quay quảng cáo cho nhà hàng đó có bớt không? Chọc. Thì lại đi ha. Cho nó nóng nóng đi, cái lẩu này ăn sao hết ta. Thì thích nhất cái lẩu cái này. Google quá sao? Ăn sao hết. Thấy gì cũng hết à chị mời. Hào nó rất xịn ha. Nhà hàng Nha Trang ở thành phố San Jose. Hào rất là ngon. Hào uống nu uống nần ăn rất là ngon. Vừa chín tới luôn chị. Không có khô. Ngon quá. Bữa nào rủ Văn lên đây ăn. Làm cũng bận rồi ha. Từ từ hết bệnh đó. Hết bệnh thì ok. Rủ nàng rồi, mình đi Santa Maria chơi. Đi. Rồi mình nói rồi chứ cô. Dạ 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 rồi chờ chờ có đầu đi. Trời lạnh nó ăn cái món lẩu này. Cái bộ có lý á. Bà che bột chẹt. Đây nó nấu lẩu ngủ ha, có bí nè ha. Có đủ thứ rau mà năm gì đó, mùa lạnh á thì không có rau muống, rau ngổ, rau nhút gì đó, nhớ chỉ không? Có cải ngọt. Ừ, có cải ngọt thôi à, gì kỳ vậy? Tại nó vì... lẽ có nhiều lắm tại vì họ không phải, tại vì các bạn biết không? Mùa lạnh thì những cái rau nó mắc á. Cái phiêu nước lẩu với lại sinh rau sinh bún thì họ cũng cho thêm, không có tính tiền, không có tính tiền. Cho nên là vừa ngon mà vừa có tâm. Thật là vậy luôn á. Bởi bữa khoái lại đây lắm. Trước khi Covid á, năm rồi thì hầu như là thường xuyên đến đây đó các bạn. Ở đây nó bán nhiều ăn. Giá cả thì ok nhưng mà đậm đà. Ăn mấy cái món mà đặc biệt ở đây á là tôm không? Tôm hùm á. Hôm nay tôm hùm xào đặc biệt. Ở đây làm ngon lắm. Thì làm YouTube á, lâu lâu cũng phải đổi hướng. Chứ đi quay mấy anh di cư hoài thì chắc các bạn cũng nhàm chán ha. Lâu lâu thì Linh cũng thích đi review những cái chỗ ăn uống nè. Thì ở San Jose thì rất là đông người Việt Nam ở. Ở đây thì
thành phố lớn thứ nhì ở Cali, là miền Bắc Cali đó các bạn. Nhiều người Việt Nam ở nhất là ở miền Nam Cali, rồi tới miền Bắc Cali là San Jose. Thì Linh ở hơi xa, ngoài thành phố tí xíu. Bạn của Linh thì ở đây cho nên là thổ địa nè. Xuống đây là hay dắt đi ăn nọ, nhưng mà gần đây á, tính ra cũng hơn nửa năm chứ hả, không có được ngồi ở trong nhà hàng rồi chugo. Nhưng mà cái cảm giác mà mình đi ăn uống mà chugo về nhà ăn nó không có ngon bằng ăn tại chỗ. Cũng là một cái món ăn đó nhưng mà đem về nhà nó lại khác, thấy không? Giống như là đem về bằng cái hộp nhựa rồi về nhà ăn hâm lại nó không có ngon. Ngồi tay ngắt. Khi mình ăn ở tại chỗ nó ngon hơn, còn đi về nhà ăn nó không có ngon. Cảm giác giống như là mình hâm lại đó các bạn. Rồi gọi là cúng Facebook trước, cúng YouTube trước trước khi ăn phải không? Chụp cái lẩu, chụp cái lẩu. Nhưng mình ăn tại chỗ như thế này là rất là ngon nè các bạn. Đó, nóng rồi ngồi tâm sự với bạn bè ha. Còn về nhà ăn thì nó lại khác, cái cảm giác như là cái mùi vị nó khác nhau, mặc dù là họ nấu cũng giống như vậy. Đó là Linh thích đến nhà hàng ăn là vậy đó. Rồi gặp nhộn bạn nhịp, bè nhộn nhịp, ngắm cảnh ở ngoài hoặc là vô trong thì có người phục vụ đó, rồi mình cảm giác là mình thích thú hơn, giống như mình được cái special á, mừng đặc biệt tí xíu. Mở cửa là đông. Và tạm thời bây giờ Linh nghĩ là ăn ở ngoài đường chứ cũng từ từ là được vô trong đó. Giống như chim nó bay được thả ngoài lòng. Mấy tuần trước thứ bảy chủ nhật là bán bông hoa ở đây mà bữa nay không thấy. Tuần này không thấy vậy? Tuần này không thấy. Chứ ngày thường cũng vậy, nó weekend là bán bông hoa lan đồ ở đây đầy hết trơn. Hôm nay là mười mấy Tết mà sao thấy vắng que hả ta? Hôm nay kỳ vậy hả? Tuần sau đường tới thì trời. Ở đây mỗi năm thì khoảng chừng năm nay Tết kỳ quá. Đó. Ở đây đông vui lắm, năm nay chắc không có tổ chức hay sao. Nhưng mà quận Cam thì lại vui. Chưa đi ăn Tết ở đó bao giờ hết nữa. Thôi Linh làm trước nha, cái bụng rồi. Ừ, ăn đi. ăn đi. Ôi, chết, sorry. Tiêu rồi, dính hơn. Ăn đi. Chén nhỏ quá. Sao cái chén nhỏ xíu à? À, tự nhiên. Đắp ra bởi vừa mới xe mặt thôi. Xin mời cả nhà ăn lẩu nha. Lẩu Thái Lan. Cái con tôm nè. Cái này 6 đồng, cái này 8 đồng con. Cái điều không thích là cái cải không ngon. Cho mình rau muống nha. Hoặc là rau muống, rau ngổ. 5 đồng. Mắc lắm. Hèn chi. Mà mới đi chợ ngày qua. Dạ. Yeah. Phải nó cho cái cải làm cái chi cũng đỡ. Đúng không? Cải cũng ngon nữa. Cải ngọt phải ăn lẩu nó không có hợp. Không hợp. Đậm đà ngon. Hôm nay thì đưa cả nhà đến thành phố San Jose để đi shopping. Rồi Linh và An, bạn Linh lâu năm nhưng mà cũng lâu lâu cũng cái ké vô phim, năn nỉ mới vô video hôm nay đó cho nó là lạ tí xíu, chứ mấy hôm nay đi quay homeless không à các bạn chán. Hôm nay là cho người mẫu trong cái video này của Linh Kali. Thôi thì Linh xin dừng lại cái video đây nha. Xin chúc cho tất cả các cô chú anh chị và các bạn có một ngày thật là bình an. Xin mến chào. Bye bye anh đi. Bye bye.